và cây của một tính xem bao nhiêu. Úp rồi có ốc, có ốc này tiếp này. Không, cái này mà lạnh luôn. Con này mà phi dễ ác nhỉ. Bao nhiêu đấy lại cả? Con này 16 triệu, 16 triệu. Kinh nhỉ. Dễ. Úp rồi, dễ chè luôn. Đấy bỏ dưới bóng luôn đi. Đậy đậy nên ra khỏe vậy. Cái thấu đi cho nó gọn này. 16 đâu. 16 đâu. Đây là vỏ ốc thật hay là cái chậu nó làm thế này? Chậu nó làm kéo nhỉ. Nó làm có hai con vỡ con à. Dày phết không? Dày ghê. Đấy chứ em được một cái hoa sứ đẹp lắm, nó đun củ lên. Đấy, đúng như cái miệng nó nhả đã. Cái đấy thì bao nhiêu anh? Cả chậu và cây bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu. Đó. Nhìn này. Ui dày lắm. Dày chắc chắn. Chậu mẹ chứ 800 ngàn. Giờ nó làm dưới ní này. Ốc ra màn như ốc thật luôn. Có cả màu vân viết. Rất hay. Cái này già thôi rồi và xa nhìn con ốc. Hàng đục đây, hàng chăn nuôi đây. Dạ. Dạ đây, cái móng như này. Đây. Đầu cành chết đây này. Đầu chết này. Bút bên này rất sướng, nhìn quanh bên này nó quanh điện này. Bên đấy anh bảo anh bên này, về anh hỏi bảo anh bên này anh xong đấy. Anh rất thích rồi. Đây, bắt đầu quay về hàng bất tịnh ra ra. Ôi giời cái đồ chân nuôi biển hạt, biển hạt ơ đấy, một mớ đây là điền này, đây là điền, nhưng mà chắc để bác nào tư duy đá điếc hay là có cái lối chơi đột phá thì mình không nhằn được loại này. Đấy. Nhiều lắm. Ôi giời. Linh Sam. Bón cái phân này mà cứ như là vừa đổ xi măng vào anh nhỉ. Lá này, vừa vặt xong rồi. Linh Sam thác đổ. Đấy, rất bay ngày xưa lấy cây Linh Sam này mê lắm các bác, cũng ít nó lạ ở cho ngoài Bắc, nó lạ nó ít mê lắm, dáng nghệ thuật nó đẹp bay lại có hoa lá nhỏ mê lắm. Bây giờ lù mờ chiếc xanh gì hết. Con này chiếc xe đẹp này có vừa quay rồi. Con đấy bạn con đấy bao nhiêu đấy? Đây bao nhiêu anh? 15 triệu. 15, còn con Linh Sam kia bao nhiêu nhỉ? Hỏi luôn thể. Con nào? Linh Sam kia. Linh Sam 8 triệu. 8 triệu. Đấy. Rất quái nhỉ. Dạ, rất đẹp. Có trước có sau. Vừa là cái cỏ của nó. Đấy, vừa mới treo lên được nơi rồi. Con đấy già. Đấy, các bác tư duy đi, tư duy mốc đi. Đồ nuôi đây, nuôi. Thợ nhiều khi người ta nhìn thấy cái nét của người ta cần đấy các bác ạ. Vừa mới đi qua đây rồi. Ôi giời. Cái ngái sao đấy bác? Cái ngái à? Ngái to rồi nhỉ? Đấy, cái đấy bao tiền đấy? 5 củ. Ra. Thầm à? Không nói đi. Thấp thôi. Ra. Gì không? Khôi nào? 80 trên 10 này. 8 gì? Khoảng 8. Nhưng mà ấy vừa bán gì? Đã bán đến 8 anh. À, cứ mua cả đám này. Mua bao nhiêu? 17 trên đấy. Nhưng mà hắn bán được. Mình người ta về thì chịu. À. Đấy, vả đây, một vả à, kia. Cây ngái không phải vả. Cây ngái. Cây này ăn quả thế bảo rụt lưỡi đúng không? Thế thấy nó vẫn ăn mà. Cứ đồn nhau thế. Trẻ con vẫn vã như thường. Vả ta vẫn ăn bình thường. Không, cây ấy, cái ngái cơ. Ngái thấy bảo độc nhưng mà thấy vẫn chết tốt. Thấy trâu bò nó ăn được, mình cũng ăn được mà. À, chết nhá, bên sóng nhá. Đấy, các bác, cây ngái to chưa? Thường cây ngái thì nó không có to như cây sung như này đâu. Tầm thị. Ông để à, ông để cây bên kia nhỉ? Cái cây ở nhà bán rồi à? Bán cho ông nào đây? Bán cho ông để cái nâu cho món. Bính mật. Ông cứ bính mật. Ok các bác, để. Đấy. À, xui. Nhiều đồ quá. Dưới à? Có cái to nhỉ? Dưới. Nhiều khi dưới nhìn nó giống cơm nguội lắm quá. Cây của anh nhập nhưng anh chán cả một bao giá vì là cây. Thôi anh em cứ liên hệ thôi. Anh ngại chẳng một bao giá. Dưới. Đây không có cây mới quá không... Dữ liệu phôi về nuôi chăn nuôi sao được một cây nhiều đầu tháng làng nhỉ, vàng hết sinh quê rồi phải 3-4 ngày nay. Thôi thì ai thích thì liên hệ anh Nhập, số anh Nhập tí nó quay để đồ ô tô. Nhập. À. Dưới anh. Tôi sẽ chờ đến cùng. Ba tìm cái dưới anh ơi. Cái này dưới thao nhỉ? Đúng rồi. Ba chữ dưới. Ba chữ dưới. Ờ vâng. Rồi vai đau không nhớ được vai. Được vâng. Đây. Đà. Ôi, hưng sói chịu khó đi thế. Cái gì anh? Cái nào anh? À, cây dứa rồi. Về 5 năm. Giá bán. Ok, cảm ơn anh để sang khu vực đấy các anh xem. Này có hàng hot bay sớm thế.